Lan Minh ơi, đầy đủ đấy chứ ạ? Dạ đủ rồi, đủ rồi. Xin được kính thưa với toàn thể đoàn. Ngay lúc này thì đoàn chúng ta đang còn đứng tại phố Bom, nơi mà 10 nữ anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại đây. Lúc hy sinh thì cả Đồng Lộc này đang còn là chiến trường, nên lúc đó buộc phải chuyển thi thể của các cô về tại xã Xuân Lộc, cách đây 3 km. Sau này hòa bình lập lại, thi thể của các cô được đưa về Nghĩa Trang, huyện Can Lộc. Và đến năm 1990, một lần nữa thi thể của các cô được di rời về tại đây. Ba lần chuyển chỗ nằm lại trở về Đồng Lộc. Cuối cùng thì các chị được trở về nơi mà các chị đã từng chiến đấu và hy sinh. 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong, các chị thuộc tiểu đội 4, C552, tổng đội 55. Các chị đều sinh ra và lớn lên tại quê hương Hà Tĩnh, tuổi đời còn rất trẻ. Người trẻ tuổi nhất đó là chị Võ Thị Hà, sinh năm 1951. Lúc hy sinh, chị Hà vừa tròn 17 tuổi. Ba người chị lớn tuổi nhất đó là chị Võ Thị Tần, tiểu đội trưởng, chị Hồ Thị Cúc, tiểu đội phó, và chị Nguyễn Thị Nhỏ, đội viên. Ba chị cùng sinh năm 1944. Lúc hy sinh, các chị mới chỉ 24 tuổi thôi. Và chiến trường Đồng Lộc ngày 24 tháng 7 năm 1968. Suốt buổi sáng hôm ấy, máy bay giặc Mỹ kéo đến quần lượt liên tục, mặt đường 15A nhao nhở cả phố Bom. Nhận được lệnh của đài đội lúc 12 giờ trưa, tiểu đội 10 cô gái do chị Võ Thị Tầm làm tiểu đội trưởng chưa kịp ăn cơm, trên vai cuộc sẻng, họ vừa cười vừa nói ý ới gọi nhau ra mặt đường làm nhiệm vụ. Công việc của các chị chủ yếu là vào ban đêm, nhưng hôm đó để đảm bảo cho một đoàn xe chi viện đặc biệt đêm nay đi qua được an toàn, các chị đã bất chấp tất cả tính mạng của mình ra mặt đường làm nhiệm vụ giữa cái nắng chói chang oi ả của trưa hè Tĩnh. Bằng bất cứ giá nào thì tuyến đường 15A này phải được thông suốt trong đêm nay. Bằng sức trẻ và niềm lạc quan, các chị lại cất lên tiếng hát để ạt đi tiếng bom. Nhưng đến lượt bom thứ 15 vào lúc 16 giờ cùng ngày, trong lúc công việc đang còn dang dở, thì một tổ máy bay của đế quốc Mỹ lao tới trút bom dự rồi xuống ngã ba Đồng Lộc, nhằm vào mục tiêu nơi các chị đang còn san lấp hố bom. Và lúc bấy giờ không còn cách nào khác, các chị đành phải lánh tạm vào một căn hầm chữ A gần nhất ngay bên đường chờ lượt bom đi qua, rồi tiếp tục làm việc. Nhưng không may, một trong số hàng ngàn quả bom đỏ đã rơi ngay trước cửa hầm, đánh sập hầm và bao trùm lên tất cả. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, 1 phút rồi 5 phút. Đồng đội đứng trên đài quan sát nhìn xuống, họ không thấy ai trong số 10 cô tiếp tục rủ đất đứng dậy làm đường nữa, mà chỉ thấy một hố bom sâu ngầm, một vài tiếng cuộc sẻ văng ra, vài chiếc nón nằm chơ vơ trên mặt đường 15A. Trong làn khói bom mù mịt, đồng đội vội chạy ào xuống và gọi tên từng chị một. Tần ơi, Xanh ơi, Nhỏ ở mô rồi. Họ gọi mãi nhưng không một ai trả lời. Cả trận địa lặng đi và òa lên tiếng khóc nức nở của những người đồng đội. Suốt đêm hôm ấy, đồng đội đã tìm thấy được thi thể của chính chị. Chỉ có thi thể của chị Hồ Thị Cúc là còn chưa tìm được. Chị Cúc quê xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Và đồng đội không ai bảo ai, nhưng tất cả đều suy nghĩ rằng dù bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng phải an táng 10 chị cùng một lúc, bởi tuổi trẻ của các chị đã sống và chiến đấu bên nhau với biết bao kỷ niệm vui buồn. Trong lúc đang dùng đôi bàn tay bới từng lớp đất tìm kiếm đồng đội, ngồi bên chiếc quan tài đang còn chờ chị Cúc, anh Thanh Bình, sau này là nhà thơ Yến Thanh, anh đã khóc. Và bằng tất cả nỗi xót thương của mình, anh đã viết nên những vần thơ da diệt và đầy yêu thương, như một lời thỉnh cầu để kêu gọi người em gái đang ở sâu trong lòng đất
về với đồng đội, bài thơ có tựa đề Cúc ơi. Tiểu đội đã về xếp một hàng ngang. Cúc ơi, em ở đâu, sao không về tập hợp? Chính bạn đã quay quần đủ mặt. Nhỏ xuân hà hương hời rằng xuân xanh. A à, trưởng Võ Thị Tần đã điểm danh, chỉ thiếu mình em. Chính bỏ làm mười xong được. Bọn anh đã mới tìm vạt cuộc, đất sâu bao nhiêu bọn anh không cần biết. Chỉ sợ em đau nên nhạc cuộc trùng. Cúc ơi, em ở đâu, đất nâu lạnh lắm. Da em xanh, áo em thì mỏng. Cúc ơi, em ở đâu, về với bọn anh. Tầm nước sông ngàn phố, ăn quýt đỏ sơn bằng, chân trâu khắc cỏ. Bài toán lớp 5 em còn chưa nhớ, vội còn theo giờ, cơm chiều chưa ăn. Ở đâu hỡi Cúc, đồng đội tìm em, đũa găm cơm úp, gọi em, gào em, khản cổ cả rồi. Cúc ơi, và phải chăng vì sự linh thiêng của 10 cô gái trắng trong hay linh hồn của chị Hồ Thị Cúc đã thấu hiểu được tình đồng đội mà chiều tối của ngày thứ ba sau khi những vần thơ của anh Thanh Bình được cất lên thì đồng đội đã tìm thấy được thi thể của chị Cúc cũng ở trong căn hầm ấy. Lúc tìm thấy, chị Cúc đang trong tư thế ngồi, đầu đời nòn, mười đầu ngón tay bị bầm tím. Nhân chứng sống tại chiến trường Đồng Lộc lúc bấy giờ cho rằng lúc sập hầm á, chị Cúc của chúng ta đang còn sống, chỉ có một cách để dùng đầu mười ngón tay bởi từng lớp đất tìm kiếm đường xa. Nhưng do đất đá sâu quá, hầm sâu quá, chị Cúc đã hy sinh ở trong hầm. Suốt đêm hôm ấy, 10 chiếc quan tài được làm bằng gỗ tạp thời chiến, thân cây chuối được cắt ra làm bát hương. Lễ truy điệu diễn ra trong sự im lặng, đồng đội uất ức nghẹn ngào. Trên bầu trời, máy bay giặc Mỹ vẫn quần lượn, bom vẫn nổ. Giờ đây, chiến tranh đã lùi xa, cuộc sống đã hồi sinh ngay trên tòa đồ chít năm xưa. Thời gian có thể khiến con người ta quên đi bao nhiêu ngã ba trong cuộc đời, nhưng khó có ai một lần đi qua mà quên được ngã ba Đồng Lộc. Và ngày hôm nay, đoàn chúng ta hướng về đây để cùng nhau đặt những bông hoa tươi thắm, dâng những nén tâm nhang để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vô hạn đối với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc. Và cuối cùng, em xin chúc cho toàn thể đoàn có một chuyến đi đầy ý nghĩa. Chúc đoàn gặp nhiều may mắn, luôn mạnh khỏe. Xin trân trọng cảm ơn đoàn đã chú ý lắng nghe. Đoàn có được một cái phút giây thiêng liêng để tưởng nhớ lại sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ tại ngã ba Đồng Lộc, và chúc cho em có nhiều sức khỏe và tiếp tục giới thiệu đến du khách khắp đất nước chúng ta về với ngã ba Đồng Lộc về truyền thống lịch sử của nước phương. Đoàn có một chút gửi em để em nhớ cho đoàn. Cảm ơn.